Xin chào mọi người. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ về tử vi thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 29 tháng riêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày Kỷ Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc kim quỹ giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, thiên thượng hỏa, ngày kỷ mùi, tức can chi tương đồng, thuộc thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, thiên thượng hỏa, kỷ tuổi, quý xỉu, ất xỉu, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, quý dậu ất mùi, thuộc hành kim, không sợ hỏa ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành màu cục xung với xỉu hình xỉu hại tý phá tuất và tuyệt xỉu về tuổi xung khắc trong ngày tuổi đinh xỉu ất xỉu tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc tốt mọi việc sao thiên thành tốt mọi việc sao kính tâm tốt đối với an táng sao ngọc đường hoàng đào tốt mọi việc sao ngũ hợp tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam và sau đây mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý trong ngày này thường xuyên nóng nảy và cáu kỉnh do bạn đang phải chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành tương hại. Bạn mệnh tuổi Tý tự cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất nên chỉ thích làm theo ý của mình, không muốn nghe những lời khuyên của người khác. Nhưng cái tính ưu ngại này cũng là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Tý dễ mắc bẫy của kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn cần phải thật thận trọng mỗi khi đưa ra quyết định và đã bắt tay vào làm việc gì thì cần phải có sự tập trung, chú ý, không nên chủ quan, lơ là, lại tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày của thổ thủy xung khắc cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng không được máy hòa hợp. Và để cải thiện tình trạng này với bà tụ tí cần phải dành thêm thời gian để lắng nghe và trò chuyện với người ấy không nên tiếp tục thờ ơ coi như là không có chuyện gì xảy ra được về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim thường xuyên nóng nảy và cáo kỉnh tử vi tuổi bính tý thuộc thủy tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa dễ mắc bệnh của kẻ tiểu nhân tử vi tuổi canh tý thuộc thổ không nên chủ quan lơ là trong công việc tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc dành thời gian cho nửa kia nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu điền, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Sửu đang chịu tác động xấu của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất Sửu mùi cái điều này không tốt cho sự nghiệp của bạn ngày hôm nay bạn mệnh tuổi Sửu bỗng trở nên kiêu ngạo thích thể hiện thậm chí là ba hoa về những điều mà mình chưa rõ ràng. Đây có thể trở thành nguồn cơn khiến cho bạn gặp phải nhiều rắc rối trong ngày hôm nay. Vì vậy, với bạn tuổi xỉu, bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi nói, tránh tình trạng hành động một cách nóng vội, khiến cho người khác có cái nhìn sai lệch về bạn. Hạn nhìn, bạn cũng không muốn đưa ra quyết định sai lầm và phiền người khác phải khắc phục hậu quả của mình. Trong vận trình ngày thứ sáu này, đối với bà tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cho thấy với bạn cũng đang gặp được vận may mắn trên phương diện tài lộc và bạn có thể phát tài dù chỉ dựa vào vận may của mình. Song, bạn không nên vịn vào đó để nảy sinh thái độ há miệng chờ sông hưởng thành quả mà không bỏ sức lao động. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim quá tự tin về khả năng của mình tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy không nên sống quá phụ thuộc vào điều gì tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc họ cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định tử vi tuổi Tan Sửu thuộc Thổ không nên cải cọ bất đồng với bạn bè đồng nghiệp tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc phát tài dựa vào vận may của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần cần phải kìm chế lòng tham của mình, không nên dao động vì những lợi ích được bày ra trước mắt. Bạn hãy giữ vững lập trường của mình, có như vậy mới tránh được thị phi rắc rối xảy ra. Ngoài ra, với bà tuổi dần, bạn là người thạng thán, cho nên dễ nói ra những lời hoặc là có những hành động gây mất lòng những người xung quanh. Bạn cần phải chú ý rèn luyện cách cư xử của mình, bởi đó có thể là hòn đá cản bước bạn đi tới thành công. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi dần với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang ức chế vì những chuyện ngoài xã hội thì với bạn tuổi dần cũng không nên to tiếng với nửa kia mà nên tâm sự. To tiếng có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu tới bầu không khí gia đình. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy không nên mở mắt vì đồng tiền hoặc là quyền thế, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, mau thuẫn, xô sát với đồng nghiệp hoặc là bạn bè từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ tránh xa những thị phi rắc rối ở chốn công sở từ vi tuổi canh dần thuộc mộc chú ý tới cách ăn nói hành sự của mình từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những bất đồng Về đánh giá của ba tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi Mão mùi phù trợ cho nên công việc của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay đang tiến triển rất chi là thuận lợi. Tuy nhiên, để lập ra những kế hoạch thực tế hơn thì bạn cần phải đánh giá chính xác năng lực của bản thân mình và tình huống trước mắt cho cụ thể. Và với bạn tuổi mão khi đứng trước những quyết định trọng đại, bạn mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn. Bởi lúc nào, mọi người cũng sẵn sàng đưa ra những ý kiến đúng đắn giúp cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ, bao giờ cũng đem lại kết quả tích cực hơn một mình bạn nữa. Ngày này với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy hôm nay là một ngày thích hợp để cho bạn thực hiện những công việc như là khởi công, xây dựng. Tuy nhiên, tránh các công việc như là khai trương, di chuyển và nếu như có kế hoạch bắt đầu công việc kinh doanh, buôn bán thì bạn nên lùi lại để chọn thời điểm khác phù hợp hơn với mình. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc họ, đánh giá khả năng của mình chính xác hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, không nên mở hàng khai trương trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, tin tưởng hơn vào mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, cho nên bạn tuổi thìn có thể nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Cấp trên luôn quan tâm tới bạn và nhận ra đây là thời điểm để cho bạn đón những món quà để khích lệ bản thân mình. Ngày này đối với những bạn buôn bán, kinh doanh, làm nghề tự do thì làm ăn khá chi là tốt trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng cho nên cửa hàng lúc nào cũng nườm nượp người ra vào. Và bạn có thể bắt đầu suy nghĩ tới việc mở rộng quy mô kinh doanh và rất chi là có lợi cho bạn về sau này nữa. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn Tử Thìn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với những người khác giới khá chi là tốt đẹp nếu như ai đó có ý định tiếp cận với bạn bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta cơ hội xem sao biết đâu đó chính là nửa kia mà định mệnh dành cho bạn thì sao về từ vi tuổi giáp thìn, thuộc họ được cấp trên đánh giá cao nhờ thành tích trong công việc. Từ vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra. Từ vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Từ vi tuổi canh thìn, thuộc kim, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Từ vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, nên cho mọi người cơ hội. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí. Từ vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021 và trình ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ ạ, dạ, xem tử vi cho thấy với bà tuổi tỵ đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bà tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Bạn thấu hiểu cho nửa kia và luôn nhận ra những cảm xúc bất thường của người ấy và để có được như vậy với bà tử tỵ nhờ đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau. Ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của những người khác phái. Nếu như bạn có người chân thành đến với mình, bạn hãy thử mở cho đối phương một cơ hội, đừng có tiếp tục nhốt mình trong thế giới riêng như vậy nữa. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh báo hiệu cho bạn đang có điểm báo cấp trên chèn ép tránh vôi trạng xấu mặt nào nếu có thể bạn cần phải tránh tiếp xúc với những người có quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay nếu như bạn muốn có một ngày yên bình trôi qua với bạn về từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ nhận được sự quan tâm để ý của những người khác phái từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc không nên nhốt mình trong thế giới riêng từ vi tuổi tan tỵ thuộc kim bị cấp trên đồng nghiệp chèn ép từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy tránh tiếp xúc với những người có quyền chức về đánh giá của bà tuổi tỷ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu, tuổi thân, tuổi dậu. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang gặp được ngày cúc cục diện ngũ hành nhị hợp cho nên bà tuổi ngọ gặp được nhiều may mắn nếu như bạn đầu tư làm ăn trong ngày hôm nay nhờ có khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình suốt uh, chuẩn xác, bản mệnh có thể tìm được những mối, những đối tác làm ăn hứa hẹn với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ, bạn cũng có được nhiều cơ hội để mở rộng mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, cho nên luôn nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người. Và may mắn hơn, những người mà đã từng được bạn giúp đỡ lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn trong lúc khác. Ngày này với bạn tử ngọ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng, cho thấy bạn mạnh tử ngọ luôn tìm cách để thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình. Đôi bên tranh thủ nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu trò chuyện với nhau, bạn không bao giờ mắng mỏ con cái, dù con cái có làm điều gì không đúng đi chăng nữa. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim tìm được những mối đầu tư hứa hẹn trong tương lai, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy khả năng đánh giá tình hình một cách chuẩn xác, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa, tốt đẹp. Từ vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ thường xuyên trò chuyện với bố mẹ và con cái tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn trong ngày và đánh giá của ba tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 9 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ về tuổi mùi thứ 6 ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bà tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn tuổi mùi dễ làm ăn khám khá nhờ vào những công việc nghề tay trái. bạn tuổi mùi cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân mình. hôm nay bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với mình nữa. bên cạnh đó bạn tuổi mùi bạn cũng là người luôn quan tâm và chăm sóc cho gia đình. bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người trong gia đình đồng thời chú trọng đến việc hâm nóng tình cảm giữa các thành viên. Nhờ vậy mà gia đình của bạn lúc nào cũng luôn ấm áp, hạnh phúc. Và ngày này với bạn tuổi mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông bắc và tài thần, hướng chính nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có thêm được nhiều may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn xảy ra với mình. Về từ vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, nhận được tiền thưởng từ các công việc nghề tay trái, từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, luôn cố gắng rèn luyện bản thân mình, từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, quan tâm, chăm sóc có trách nhiệm với gia đình, từ vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, từ vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, nên mở rộng các mối quan hệ xã giao. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân, nếu như vẫn đang còn lịa bóng thì trở nên rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn mạnh dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những điểm mạnh của bản thân mình. Và chỉ cần bạn mở lòng mình, bạn sẽ tìm được người như ý mà thôi. Tuy nhiên, trong ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì cần phải giữ khoảng cách với những người có ý định làm thân với mình. Nếu như bạn buông thả thiêu cảm xúc nhất thời và ứng xử không khéo léo, bạn có thể để cho việc này gây ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thân cũng đang gặp ngày có chính quan nâng đỡ, cho nên đối với những bạn có quyền chức nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, bạn mệnh luôn nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công việc vì thế mà, việc gì vào tay bạn cũng được giải quyết một cách gọn gàng nữa. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, thu hút ánh mắt của những người khác phái, tử vi tuổi bính thân, thuộc họ, nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người, tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, không nên buông thả thiêu cảm xúc, tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim luôn nghiêm túc, có trách nhiệm trong công việc. Về đánh giá của bà tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi giàu thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi giàu, xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi giàu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi giàu sẽ vướng phải nhiều vấn đề khó giải quyết trong ngày hôm nay bạn tuổi dậu có thể bị kẻ tiểu nhân mang lại nhiều rắc rối cho bạn, khiến cho người khác có cái nhìn không đúng về những việc bạn đã làm. Với bạn tuổi dậu, nếu chẳng may rơi vào tình cảnh này, thì bạn cũng cần phải giữ bình tĩnh hết sức có thể, tránh để cho bản thân mình rơi vào trạng thái bị kích động, làm ra những hành động gây hối hận về sau. Bạn cần phải để sự thật và thời gian chứng minh sự trong sạch của bản thân mình. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi giàu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và nửa kia cũng đang rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Và bạn tin tưởng vào nửa kia cho nên mỗi khi vướng mắc gì, cả hai luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có kẻ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa không nên nóng nảy, hành động nông nổi. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ hãy đợi thời gian chứng minh bạn là ai. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim giao lưu trao đổi ý kiến với mọi người nhiều hơn về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 3 số 9 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu bạch kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Tỵ từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tuất xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày hôm nay đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này khiến cho bạn tuổi tuất trở nên quá mức thẳng thắn bạn không nghĩ tới cảm nhận của người khác mà luôn nối thẳng những gì chôn là đúng cho nên dễ gây tổn thương cho mọi người, đồng thời khiến cho bản thân mình vướng phải nhiều rắc rối nữa. Và ngày này, những lúc gặp khó khăn trong công việc, bản mệnh tuổi tốt không nên quá căng thẳng, lo lắng, mà nên suy nghĩ lạc quan hơn. Bạn vốn là người tài giỏi hơn bạn nghĩ nhiều. Chỉ cần bạn quyết tâm, bạn sẽ dần dần khắc phục được tất cả mọi khó khăn. Trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tốt, cũng đang gặp ngày của thổ khí vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình khiến cho những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp bạn cần phải quan sát vấn đề dưới một góc độ khác bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn rất chi là nhiều nữa về từ vi tuổi giáp tuất thuộc họ không để ý tới cảm nhận của người khác từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ nên tự tin hơn vào khả năng của mình. Tử vi tuổi mậu tốt thuộc mộc quá cố chấp với suy nghĩ của mình. Tử vi tuổi canh tốt thuộc kim đừng có phức tạp hóa vấn đề. Tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy không nên quá lo lắng khi gặp phải khó khăn. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp ba sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 8, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi xem tử vi cho thấy bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khác với Thủy, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Hợi và người nhà không được mấy êm đẹp trong ngày hôm nay. Bạn mệnh có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Trước mắt bạn cần phải dành thời gian để xem lại các kế hoạch của mình xem sao trong mối quan hệ với nửa kia của mình cũng không được mấy êm đẹp. Đôi bên xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau. Cả hai đều cần phải bình tĩnh ngồi lại nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề đang gặp phải. Vợ chồng không nên nghĩ tới chuyện hơn thua nhau mà làm gì. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy ngày hôm nay đối với những người đang theo con đường học tập, nghiên cứu, khoa học, con đường công danh sự nghiệp đang có được những bước tiến lớn trong công việc. Bạn được cấp trên giao cho những nhiệm vụ lớn lao và bạn luôn cố gắng để không phụ sự tin tưởng đó của cấp trên về tử vi tuổi ất hợi thuộc họ không nhận được sự ủng hộ của mọi người tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ không nên thất vọng với thực tài tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lành tử vi tuổi tân hợi thuộc kim được giao cho những công việc quan trọng tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy luôn cố gắng hết sức mình trong mọi mặt về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.